Chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết gặp U23 Malaysia. Trong buổi tập chiều nay, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo khởi động nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút trước khi bước vào các bài tập chiến thuật. Sau một ngày nghỉ ngơi, các cầu thủ cho thấy trạng thái tinh thần và thể trạng rất hưng phấn và giữ sự tập trung cao độ. Không có cầu thủ nào gặp chấn thương và phải tập riêng. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ còn một buổi tập vào ngày mai trước khi bước vào cuộc đối đầu được rất nhiều người hâm mộ chờ đợi vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5.